Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái ngày Tam Nương. Tại sao người ta lại gọi là cái ngày Tam Nương? Và trong cái năm 2020 thì ngày Tam Nương là những cái ngày nào? Và người ta sẽ kiêng kỵ những gì trong cái ngày Tam Nương này? Và quý vị thân mến, thì cái ngày Tam Nương được xem là cái ngày đại kỵ. Làm gì cũng không được thuận lợi, dễ gặp xui xẻo. Vậy thì theo cái lịch vạn niên, ngày Tam Nương năm 2020 này thì là cái ngày nào, và trong cái năm này thì trong cái ngày này thì chúng ta nên kiêng kỵ cái điều gì? Trước hết thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là ngày Tam Nương là cái ngày gì. Thì Tam Nương ở đây chiết tự có nghĩa là ba người phụ nữ. Cái ngày Tam Nương tương truyền chính là cái ngày mà ba nàng Đát Kỷ, Bao Tự, Muội Hỷ, ba người phụ nữ xinh đẹp hồng nhan họa thủy làm ba triều đại sụp đổ, sinh ra và qua đời. Chỉ là ba người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng lại khiến cho các ông vua mê đắm trong sắc dục, trắng màng tới giang sơn, cuối cùng hủy hoại cả ba triều đại huy hoàng rực rỡ trong lịch sử Trung Quốc. Và dân gian cho rằng đó là những người mang tới tai họa xui rủi, nên cực kỳ kiêng kỵ ngày sinh và ngày mất của ba nàng. Gọi chung những cái ngày đó là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27 hàng tháng là ngày Tam Nương. Vậy thì ngày Tam Nương năm 2020 là ngày nào? Như đã nói ở trên, ngày Tam Nương hàng tháng là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch, là ngày xấu cần tránh trong tháng. Vào những ngày này thì người dân kiêng tiến hành các cái việc quan trọng, việc đại sự như cưới gả, động thổ, làm nhà, khai trương để tránh tai ương đi theo, xui rủi vây hãm. Vậy thì để xem các cái ngày tốt xấu thì dưới đây chúng tôi đã liệt kê chi tiết những cái ngày Tam Nương trong năm 2020 theo từng tháng dương lịch. Thì bạn chỉ cần theo dõi ở bảng dưới đây là có thể nắm được những cái ngày xấu cần tránh trong tháng này. Tháng thứ nhất đó là cái ngày Tam Nương trong tháng 1 của năm 2020 dương lịch. Ngày Tam Nương trong cái tháng 1 năm 2020 dương lịch, ở ta để ý ở đây trong tháng 1 ngày dương lịch, bên này là ngày âm lịch. Ngày dương lịch ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 này, ngày âm lịch là ngày mùng 7 tháng 12 năm Kỷ Hợi. Ngày mùng dương lịch ngày mùng 7 tháng 1 thì là ngày 13 tháng 12. Ngày 12 tháng 1 thì là ngày 18 tháng 12. Ngày 16 tháng 1 là ngày 22 tháng 12. Thì ngày 21 tháng 1 là ngày 27 tháng 12. Ngày 27 tháng 1 là ngày mùng 3 tháng 1 năm Canh Tý. Ngày 31 tháng 1 là vào ngày mùng 7 tháng 1 năm Canh Tý. Đấy là ngày Tam Nương trong tháng 1 năm 2020 dương lịch. Còn bên này là lịch âm, chúng ta đối chiếu sang bên này để chúng ta biết được là cái lịch âm là vô cái ngày nào. Còn đây là tháng 2, ngày Tam Nương trong tháng 2 và tháng 3. Thì trong tháng 2 năm 2020 thì ngày Tam Nương này, dương lịch, ngày mùng 6 tháng 2 này là ngày 13 tháng 1 này, ngày 11 tháng 2 là ngày 18 tháng 1, ngày 15 tháng 2 là ngày 22 tháng 1, ngày 20 tháng 2 là ngày 27 tháng 1, ngày 25 tháng 2 là ngày mùng 3 tháng 2, ngày 29 tháng 2 là ngày mùng 7 tháng 2 năm Canh Tý. Ngày Tam Nương tháng 3 năm 2020 dương lịch thì đây, ngày Tam Nương ngày dương lịch bên này chúng ta chú ý nhé, để theo dõi ngày âm lịch ở bên này. Ngày mùng 6 tháng 3 là ngày 13 tháng 2 này, âm lịch này. Rồi ngày 11 tháng 3 là ngày 18 tháng 2. Ngày 15 tháng 3 là ngày 22 tháng 2. Rồi ngày 20 tháng 3 là ngày 27 tháng 2. Rồi ngày 26 tháng 3 là ngày mùng 3 tháng 3. Rồi ngày 30 tháng 3 ở đây là ngày mùng 7 tháng 3 năm Canh Tý. Trong tháng 4 thì chúng ta có các cái ngày sau.
Ngày mùng 5 tháng 4 là ngày 13 tháng 3. Ngày mùng 10 tháng 4 là ngày 18 tháng 3. Ngày 14 tháng 4 là ngày 22 tháng 3. Ngày 19 tháng 4 là ngày 27 tháng 3. Ngày 25 tháng 4 là ngày mùng 3 tháng 4. Ngày 29 tháng 4 là ngày mùng 7 tháng 4 năm Canh Tý. Đây bên này là ngày lịch âm, bên này là lịch dương. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu cái ngày tam nương trong tháng 5 và tháng 6 dương lịch. Chú ý là cái bên này là ngày là lịch dương, còn bên này là lịch âm nhé. Chúng ta đối chiếu sang với nhau. Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày 13 tháng 4 này. Ngày mùng 10 tháng 5 là ngày 18 tháng 4 này. Ngày 14 tháng 5 là ngày 22 tháng 4. Ngày 19 tháng 5 là ngày 27 tháng 4. Ngày 25 tháng 5 là ngày mùng 3 tháng 4. Ngày 29 tháng 5 là ngày mùng 7 của tháng 4. Đấy. Đây sang tháng 6 thì là có các ngày tam nương sau. Ngày mùng 4 tháng 6 là ngày 13 tháng 4. Ngày mùng 9 tháng 6 là ngày 18 tháng 4 này. Ngày 13 tháng 6 là ngày 22 tháng 4. Ngày 18 tháng 6 là ngày 27 tháng 4. Ngày 23 tháng 6 là ngày mùng 3 tháng 5. Ngày 27 tháng 6 là ngày mùng 7 của tháng 5. Ngày tháng 7 thì có các ngày sau đây. Tháng 7, ngày dương lịch là ngày mùng 3 tháng 7. Xả vô là ngày 13 tháng 5 âm lịch. Ngày mùng 8 tháng 7 là vào ngày 18 của tháng 5. Ngày 12 tháng 7 là ngày 22 tháng 5. 17 tháng 7 là ngày 27 tháng 5. Ngày 23 tháng 7 là ngày mùng 3 tháng 6. Ngày 27 tháng 7 là ngày mùng 7 của tháng 6. Đây là tháng 8 và tháng 9 thì có các ngày tam nương sau đây. Tháng 8 thì ngày mùng 2 tháng 8 là vào ngày 13 tháng 6. Ngày mùng 7 tháng 8 là vào ngày 18 tháng 6 này. Ngày 11 tháng 8 là vào ngày 22 tháng 6. Ngày 16 tháng 8 là vào ngày 27 tháng 6. Ngày 21 tháng 8 là vào ngày mùng 3 tháng 7. Ngày 25 tháng 8 là vào ngày mùng 7 tháng 7. Ngày 31 tháng 8 là vào ngày 13 của tháng 7. Ngày tháng 9 thì gồm có các ngày. Ngày mùng 5 tháng 9 là vào ngày 18 tháng 7. Ngày mùng 9 tháng 9 là vào ngày 22 tháng 7. Ngày 14 tháng 9 là vào 27 tháng 7. Ngày 19 tháng 9 là vào ngày mùng 3 tháng 8. Ngày 23 tháng 9 là vào ngày mùng 7 tháng 8. Ngày 29 tháng 9 là vào ngày 13 của tháng 8. Tháng 10 thì có các ngày tam nương sau đây. Ngày mùng 4 tháng 10 là vào ngày 18 tháng 8. Ngày mùng 8 tháng 10 là ngày 22 tháng 8. Ngày 13 tháng 10 là vào ngày 27 tháng 8. Ngày 19 tháng 10 là vào ngày mùng 3 tháng 9. Ngày 23 tháng 10 là vào ngày mùng 7 tháng 9. Và ngày 29 tháng 10 là vào ngày 13 của tháng 9. Thì mỗi tháng là chúng ta có 6 ngày tam nương, một ngày 18, 22, 27, ngày mùng 3, mùng 7, ngày 13. Đấy. Tháng 11 là có các ngày tam nương sau đây. Ngày mùng 3 của tháng 11 là vào ngày 18 tháng 9. Mùng 7 tháng 11 là ngày 22 tháng 9. Ngày 12 tháng 11 là vào ngày 27 tháng 9. 17 tháng 11 là vào ngày mùng 3 tháng 10. Là ngày 21 tháng 11 là vào ngày mùng 7 của tháng 10. Ngày 27 tháng 11 là vào ngày 13 tháng 10. Và đây là các ngày tam nương trong tháng 12. Trong tháng 12 dương lịch thì có các ngày tam nương là ngày mùng 2 của tháng 12 thì là vào ngày 18 của tháng 10 năm Canh Tý. Ngày mùng 6 tháng 12 là vào ngày 22 tháng 10. Ngày 11 tháng 12 là vào ngày 27 tháng 10. Ngày 16 tháng 12 là vào ngày mùng 3 của tháng 11. Ngày 20 tháng 12 là vào ngày mùng 7 tháng 11. Và ngày 26 tháng 12 là vào ngày 13 tháng 11. Ngày 31 tháng 12 là vào ngày 18 của tháng 11. Thì như vậy là trong 12 tháng thì chúng tôi đã liệt kê các cái ngày tam nương trong từng tháng 1 để quý vị tiện theo dõi. Vậy thì trong cái ngày tam nương thì chúng ta nên kiêng kỵ điều gì? Thì dân gian cho rằng thì tam nương là cái ngày xấu, và trong cái ngày này thì làm gì cũng xui xẻo. Ngày mùng 3, mùng 7 đầu tháng, ngày 13, 18 giữa tháng và ngày 22, 27 cuối tháng. Làm việc mưu sự bất thành, thì đón dâu, cưới gả thì tuyệt tự,
động thổ thì nhà không người, nhà không người ở, người xây nhà chưa xong đã làm tan sự, đi thuyền dễ lật thuyền, làm quan nhậm chức khó có đường về quê. Vậy thì ngoài những cái điều đã nói ở trên thì trong cái ngày tam lương thì chúng ta còn tránh những cái điều như sau. Kiêng làm cái chuyện đại sự. Đại sự ở đây là cưới hỏi, động thổ xây dựng, khai trương mở cửa hàng hay là ký kết hợp đồng. Thì người ta cho rằng thì cái ngày này cưới hỏi thì dễ ly tán, làm nhà thì gia đình dễ lục đục, mở hàng thì ế ẩm, ký kết buôn bán thì thua lỗ. Và cái tiếp theo nữa là kiêng đi giữa đường. Ngày tam lương không nên đi lại nghênh ngang giữa đường để tránh tai nạn giao thông hay là tai bay vạ gió nào khác. Và cái tiếp theo nữa là kiêng quan hệ vợ chồng. Làm chuyện nam nữ trong cái ngày tam lương là phạm tội dâm ô, sắc dục. Và kiêng cãi cọ đánh nhau. Thì trong cái ngày tam lương thì nhiều cái năng lượng xấu nếu không kiểm soát bản thân thì dễ gây họa tai đình. Và kiêng sinh con. Vì cái ngày tam lương vốn dĩ là cái ngày sinh và mất của ba người phụ nữ mang danh là Hồng Nhan Họ Thủy. Nên là người ta cho rằng là sinh con vào cái ngày này dễ mang theo cái xui xẻo, con trẻ có vận số không tốt. Tuy nhiên thì những cái điều kiêng kỵ trong cái ngày tam lương nói trên đều là những cái lời dân gian đồn thổi, không hề có cái căn cứ khoa học, cũng chẳng có cái ví dụ thực tế. Các cụ ta cũng có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Và sợ mang cái điều xấu thì cứ kiêng kỵ, tránh đi là hơn. Còn nếu mà cái sự đặng chẳng đừng. Còn nếu sự đặng chẳng đừng thì cẩn trọng mà hành sự bởi đức năng thắng số. Sống tốt ở đời thì chẳng lo cái vận xui luôn đeo bám. Đây là cái tín ngưỡng tâm linh, chớ nên mù quáng mà lợi bất cập hại. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.